Xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại kênh của mình. Đây là cái mẫu sản phẩm mà mình rất là mong đợi trong khoảng thời gian cuối năm. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em xem thử em nó có gì ha. Giới thiệu một tí sơ qua thì hãng Inera này đã có rất là nhiều sản phẩm rồi. Khi mà nhìn vào chất lượng thì mình cảm thấy đây là một cái hãng có tiềm năng. Ngay từ cái đoạn video giới thiệu thì chúng ta đã biết được một cỗ máy rất là nhiều chi tiết, khoảng 900 mảnh ghép lớn nhỏ, từ bộ khung cho tới phụ kiện đi kèm. Riêng mình thì thích màu đỏ cho nên chắc chắn đây là một cái điểm cộng. Trước khi vào video thì sẽ có lưu ý, cái mẫu này sẽ có hai phiên bản thường giống như mình và một cái phiên bản đặc biệt, giá đắt hơn, nhưng mà bù lại thì sẽ có nhiều thứ hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật chính thôi. Bắt đầu với cái phần hộp, kích thước hộp lần này cũng khá là to, với hình ảnh nhân vật chính cùng với món vũ khí hạng nặng ha, nhìn rất là đẹp. Còn ở cạnh bên là những cái hình ảnh giới thiệu, có góc nhìn từ phía trước, phía sau và bộ vũ khí đi kèm. Còn khi mà vào bên trong thì mình thấy có khoảng 40 Rinner lớn nhỏ. Có một cái hộp riêng như thế này. Ở bên trong sẽ chứa những cái Rinner màu đỏ. Sẽ có nhiều tông màu khác nhau. Có hình ảnh và những cái miếng decal. Bên cạnh đó còn có những cái Rinner màu kim loại. Chi tiết và màu sắc cũng rất là tốt. Khi mà soi cũng không có thấy vân nhựa. Còn những cái Rinner màu xám này sẽ là cho bộ khung. Cái chi tiết máy móc cơ khí này là cái điểm mà mình rất là thích. Rõ ràng và cảm giác nó không có bị rối. Những chi tiết dạng ống dẫn hay là tản nhiệt này cũng xuất hiện ở những cái mẫu trước đây rồi. Mẫu này còn có thêm một cái sợi dây cáp, chắc chắn sẽ dành cho cái phần dây đạn ở móng vũ khí rồi. Hai cái lò xo này thì mình vẫn chưa biết dùng ở vị trí nào. Còn đây là một cái Rinner đặc biệt, có vẻ là nhà sản xuất cho thêm để sửa lỗi. Cái chỗ này anh em cũng nên lưu ý để dùng cho nó chính xác. Và với số lượng đồ sộ như thế này thì hứa hẹn một cái cỗ máy rất là chi tiết. Xem thêm một tí về những cái Rinner này, sau đó sẽ đến với cái phần tiếp theo, cái bộ khung bên trong. Trong khi xem thì anh em có thể cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like video để ủng hộ mình tiếp tục ra video ha. Cảm ơn rất nhiều. Như thường lệ, chúng ta cùng xem qua cái bộ khung này trước. Rất may mắn một điều là hãng cũng hiểu được mức độ chi tiết và những người như mình rất là thích xem cái bộ khung. Cho nên cứ theo hướng dẫn là chúng ta có thể hoàn thành những cái bước này được. Từ bộ khung bên trong, sau đó là gắn cái phần giáp màu đỏ bên ngoài để đến với cái hình dạng hoàn chỉnh. Đây chắc chắn là một cái điểm cộng cho phần trải nghiệm của mình. Quay trở lại bộ khung, bỏ qua cái quá trình lắp ráp bởi vì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn ở cái phần hình dạng hoàn chỉnh. Với cái hình dạng này thì chúng ta sẽ thấy được một phần tạo hình của em nó rồi ha. Sẽ có đầy đủ những cái bộ phận. Ở phần đầu này cũng có bộ khung luôn. Mặc dù là phần khung nhưng mà mình vẫn thấy một vài chi tiết màu đỏ nè. Những cái chi tiết màu kim loại. Cái phần dây dẫn màu trắng ở cổ. Lắc một tí để xem cái độ cứng cáp ở đây. Anh em thấy rất là chắc chắn. Để có một cái bộ khung đẹp như thế này thì theo mình sẽ có nhiều yếu tố. Đầu tiên là phần tỷ lệ. Với cái hình dáng này thì đẹp rồi. Mình thích cái dạng chân to một tí, nó sẽ tạo được cái cảm giác cứng cáp vững vàng hơn. Điều thứ hai là về màu sắc. Với cái màu xám ở khung, chúng ta thấy được nhiều tông màu khác nhau. Thêm những cái mảng chi tiết màu kim loại. Những cái chỗ này là vị trí lộ ra khi mà ở hình dạng hoàn chỉnh. Cuối cùng là những cái điểm nhấn bằng decal khi mà dán vào. Sẽ có những cái vị trí là đen hoặc là những cái cảm biến. Điều thứ ba đó là mức độ phong phú ở những chi tiết máy móc. Như mình nói ban đầu thì nếu ai có ráp qua cái hãng này thì cũng biết những cái chi tiết dạng này đã xuất hiện trước đây rồi. Rất là đẹp, tạo được chất máy móc. Và quan trọng nhất khi mà ở gần nhau thì nó không có cảm giác bị rối. Điểm danh một vài chi tiết mình thấy ha. Chi tiết tản nhiệt, những cái bộ dây dẫn, bít tông, những cái quạt hình tròn, rất là nhiều luôn. Khen thì nhiều rồi, bây giờ sẽ nói về những cái điểm giới hạn. Cũng là cái yếu tố thứ tư làm nên cái bộ khung đẹp. Nhưng mà mẫu này mình thấy chưa có đủ, đó là những cái chuyển động đi kèm. Phần chuyển động chỉ là những cái khớp cơ bản thôi. Một vài vị trí cũng đặc biệt, hy vọng là gắn giáp đầy đủ vô thì nó sẽ thêm một vài chuyển động.
Bên cạnh những cái chi tiết rất là cơ khí thì phần khung này vẫn còn có những cái khu vực để chống. Những cái chỗ này chắc chắn sẽ được che lại khi mà gắn giáp đầy đủ vào, nhưng mà mình vẫn thấy khá là tiếc. Thêm một cái điều nữa, cái điểm này sau khi mà mình ráp xong thì mới nhận ra, theo như cái hình giới thiệu từ hãng thì chúng ta sẽ có 3 bước khác nhau. Nhưng nếu như mà chúng ta ráp theo cái hướng dẫn thì sẽ bị giới hạn ngay cái bộ khung này thôi, sau đó là đến hình dạng hoàn chỉnh. Tại vì như vậy cho nên mình đã xem hình, sau đó là gắn thêm những cái chi tiết màu kim loại này. Với cái hình dạng này thì chúng ta thấy được nhiều màu sắc hơn, những cái khoảng trống cũng được che bớt lại rồi. Cái bộ khung với chi tiết đẹp như thế này thì hy vọng ở bước tiếp theo, gắn đủ giáp vào thì vẫn có thể show được những cái chi tiết cơ khí ha. Và đây là cái hình dạng chính thức của em nó. Một cái cổ máy với phần giáp có tông màu đỏ cực kỳ ngầu. Đến cái bước này rồi thì chúng ta chỉ cần gắn cái phần giáp màu đỏ vào thôi. Nó đơn giản hơn so với khi mà ráp cái bộ khung. Ở cái hình dạng hoàn chỉnh này thì tính luôn cái phần sừng thì em nó cao khoảng 24cm. Nó sẽ hơi nhỏ hơn Sazabi và Shinanzu. So sánh luôn với những cái mẫu mình đang có ở đây. Ở cái mẫu này, màu sắc chủ đạo mình thấy là những cái tông màu đỏ ở giáp phối với màu đen, điểm nhấn là những cái chi tiết màu vàng kim loại. Có một vài chi tiết trong suốt như là ở ngực nè và ở cổ tay. Tạo hình này thì mình thấy có một tí kết hợp giữa Sazabi, một tí của Kasachiya và Shinanzu nữa. Anh em nào mà chơi lâu thì chắc cũng nhận ra ha. Cái bộ giáp này cũng có một tí vuốt nhọn ở cái phần vai. Thiết kế đặc biệt này cũng tạo được cái cảm giác rất là hàm hố. Còn về chi tiết, khi mà gắn cái phần giáp đỏ này lên thì em nó vẫn lộ ra những cái phần màu xám từ bộ khung, chứ không có bị che hết hoàn toàn. Bề mặt giáp cũng có những cái chi tiết phức tạp, và chỗ sẽ có đề can dán vào để hỗ trợ. Và nếu như anh em chưa đã thì vẫn có thêm một cái miếng đề can nước, chủ yếu là những cái hoa văn cảnh báo thôi. Còn nói về quá trình lắp ráp, so với những cái mẫu trước đây thì vị trí đặt inner gate cũng đã thay đổi, đỡ khó chịu hơn rồi. Những cái chi tiết thì khít với nhau, không cần phải gọt hay là khoan lỗ. Nhưng mà nói về khớp thì vẫn còn một vài chỗ rất là chặt. Cá nhân mình chơi thì ngại chà nhám ở những cái khớp này. Bởi vì khi mà gắn vào được rồi, lỡ sau này nó bị lỏng, không chịu lực được thì rất là khó chịu luôn. Cho nên cách mình làm ở cái mẫu này là bôi Vaseline. Khi mà mình like để lắp ráp thì cũng có anh em cảnh báo về cái việc Vaseline này nó ăn nhựa. Nhưng mà sau đó cũng có anh em tìm được thông tin là không có bị sao hết. Trước đây mình cũng đã làm thử nhiều rồi và không có điều gì xảy ra. Khi mà không thích thì anh em vẫn có thể dùng nước để tẩy được. Còn nếu như mà anh em có cách nào tốt hơn thì có thể chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận ha. Mình nghĩ là cũng có nhiều anh em quan tâm. Còn lại thì mình thấy anh em quan ngại nhất là cái phần băng đạn chỗ vũ khí này. Có rất là nhiều. Vị trí đặt gây nếu như mà hãng đặt ở vị trí bên ngoài thì mình nghĩ nó sẽ dễ chịu hơn. Ngoài ra thì còn một vài chỗ lặt vặt khác, nhưng mà nhìn chung thì anh em có thể thoải mái ráp. Đó là một tí đánh giá sơ qua ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở từng bộ phận. Ở cái phần đầu này, thiết kế có một cái sừng rất là nổi bật, chi tiết tách màu và mang hình dáng rất là quen thuộc của Sazabi. Cái phần kính này có thể tháo ra được. Chúng ta sẽ thấy được cái phần mặt nạ với mắt kép. Theo như hướng dẫn thì chỗ này chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là mắt vàng với phần mặt nạ màu đỏ. Hai là phần mắt xanh với mặt nạ trắng. Những cái chi tiết này thì giống nhau thôi, cho nên chúng ta cũng có thể thay đổi màu sắc lại cũng được. Chi tiết chỗ này cũng rất là nhỏ, cho nên khi mà ráp thì anh em nào mà ngón tay to giống như mình sẽ rất là cực. Tuy nhiên, khi mà thay thế xong thì chúng ta còn thêm một cái lớp bên ngoài, bao gồm một cái phần giáp ở cằm và một cái phần kính màu xanh. Khi mà gắn đủ vào thì sẽ không thấy rõ bên trong nữa. Cái chi tiết ở phía dưới cằm này cũng là cái chỗ mà mình tốn thời gian nhất, tại vì nó không có khớp rõ ràng, giống như là một cái dạng máng vào thôi. Đây là cái góc nhìn từ phía sau và khớp kết nối với thân. Tiếp theo là phần thân, nổi bật nhất chắc chắn là cái phần chi tiết màu xanh trong suốt. Có cái phần giáp ở giữa màu đen. Chi tiết máy móc lộ ra ở phần vai.
Phần eo thì sẽ có hai cọng dây dẫn, một lớn, một nhỏ, chi tiết cũng khác nhau. Còn đây là góc nhìn từ phía sau, cũng là vị trí gắn bách bắc và bộ vũ khí. Cái lỗ ở phía dưới này sẽ gắn lên phần chân đế. Nói về cánh tay, lần này thì sẽ có một cái giáp vai rất là to, có một cái vuốt đen, rất là nhiều chi tiết máy móc. Cái chỗ này thì mình thấy cũng có nhiều anh em không thích, có thể là nó không hợp với cái tạo hình ở thân nhân vật chính. Còn đây là cái chi tiết cánh tay, thiết kế ở đây cũng rất là quen, giống với cái mẫu Shinenzu. Phía trước và phía sau đều có những cái dây dẫn, vị trí này cũng có những cái chi tiết màu xanh trong suốt nè. Về phần bàn tay, đây là cái bàn tay động, dạng tay có móng dài, khớp ở từng ngón và một cái chốt để có thể cầm được vũ khí. Mình thì vẫn chưa thích cái dạng tay có khớp như thế này. Thứ nhất là bị lỏng lẻo, thứ hai là cái tư thế nó không có tự nhiên. Nhưng mà ở đây có một điểm khá là hay. Ở những cái khớp tròn này, nhà sản xuất có đánh dấu từ 1 tới 5 để cho người chơi biết được vị trí chính xác của từng ngón tay. Rất là tiện. Dành cho những anh em nào mà chơi phiên bản thường giống như mình, thì chúng ta có thêm một cái runner cho cái phần khuỷu tay này để sửa lỗi. Nhìn vào thì mình thấy hai cái khớp này có thêm một cái gờ nhô ra. Chỗ này là để giới hạn lại biên độ gập, có thể là để cho cánh tay này nó không bị sệ xuống khi mà mang vác nặng. Thêm một điều nữa là khi mà gắn vô, có một vài anh em thắc mắc là nhựa có bị trắng hay không, thì ở cái mẫu của mình là không thấy trắng. Có thể đây cũng là một tí thay đổi ở cái phần kích thước bên trong, anh em cứ yên tâm ha. Về phần thân dưới, thiết kế ở đây thì mình cảm giác có một tí của Sazabi. Cái phần khung ở phía trước này nó hơi lộ ra nhiều. Chi tiết ở phần váy trước nè, cũng có vị trí dán đề can. Cái chỗ này thì cái chốt kết nối nó hơi ngắn, cho nên khi mà chơi, anh em sẽ thấy nó rất là dễ bị tuột ra. Váy ở bên hông thì có những cái chỗ được tách màu. Ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy được những cái tông màu đỏ. Đầy đủ chi tiết màu vàng, màu bạc. Còn đây là mặt ở phía bên trong, nhìn cực kỳ đã luôn. Tiếp theo sẽ nói về phần chân. Đây là cái bộ phận mà mình cảm thấy thích nhất ở cái mẫu này. Một thiết kế rất là cứng cáp, cực kỳ nhiều chi tiết và quan trọng là hợp mắt của mình. Cái phần giáp này cũng có thiết kế lộ những cái chi tiết màu xám ở bột khung. Cái phần giáp chân rất là to với những cái chi tiết màu kim loại. Một điểm đặc biệt ở cái phần đùi này là có thể mở ra, bên trong sẽ là món vũ khí cận chiến. Mình mở ra cho anh em xem luôn. Ở phía sau sẽ có một cái gờ nhỏ, chúng ta sẽ nảy lên. Cái vị trí này nó hơi chật cho nên cần thêm một tí thời gian. Giới thiệu luôn thì đây là cái cán kiếm năng lượng. Đi kèm theo là hai dạng hiệu ứng, một ngắn, một dài, để trở thành kiếm hoặc là dao. Ngoài cái thiết kế đẹp ra thì phần tương tác chỗ này cũng rất là đã mắt. Nhưng mà đây là phần đặc biệt cho nên anh em ráng chờ thêm một tí nữa ha. Đánh giá một tí về cái tạo hình này, sau khi mà xem kỹ hơn thì anh em thấy sao? Mình biết cũng sẽ có nhiều anh em không thích do là độ chi tiết quá là dày đặc. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có nhiều anh em rất là thích kiểu này. Đối với mình thì đây là một thiết kế đẹp, hợp mắt, nhiều chi tiết cơ khí. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là tất cả. Cái mẫu này còn có khả năng bung giáp ra. Chúng ta cùng xem luôn ha, mình thấy cũng rất là đáng mong chờ. Phần đầu này trước, phần sườn này có thể dở cao lên, lộ cái phần cấu trúc bên trong. Cái giáp đỏ hai bên ngực này có thể hạ xuống. Ở bên trong sẽ có cái nòng súng lộ ra, kế bên còn có thêm một cái cảm biến. Khi mà mở cái nắp này ra thì cái phần súng nó sẽ tự động đẩy ra theo. Ở cái phần giáp vai này, phía trên có một cái nắp mở ra được. Ở bên trong lại có thêm một cái nòng súng nữa. Chỗ này thì chúng ta sẽ phải tự kéo lên để điều chỉnh. Cái phần giáp này còn có thể mở rộng ra. Bên dưới sẽ là một cái lớp màu bạc, thấy luôn được cái chi tiết tản nhiệt. Ở phía trước và phía sau đều có cái cơ chế này. Tiếp theo là cái phần giáp bên ngoài, có thể mở rộng ra được như thế này. Ở bên trong thì mình thấy được một cái bộ tản nhiệt với cái khung màu bạc. Phần vuốt màu đen cũng có thể mở rộng ra. Ở bên trong là một cái cấu trúc nhiều lớp.
phần giáp ở cùi chỏ có thể mở rộng ra được. Cái chỗ này thì mình không biết cái điểm giới hạn, anh em nên kéo từ từ chỗ này thôi. Có cái lớp màu vàng phía bên dưới. Cái phần giáp che ở váy phía trước có thể kéo hạ xuống. Đây là cái chi tiết bên trong. Phần giáp bên hông này thì chỉ là một khối thôi, không có tương tác gì hết. Còn ở phía sau, đầu tiên là dỡ cao cái mảnh giáp này lên, sau đó là kéo hạ cái phần này xuống. Chi tiết bên trong sẽ lộ ra. Xuống đến phần chân, cái chỗ đùi này thì chúng ta có xem qua rồi ha. Cái mảnh giáp này có thể dỡ cao lên, kéo dài cái phần giáp ở phía dưới. Giáp ở bên hông này cũng có thể mở rộng ra được. Khớp chỗ này thì giống như là một cái dạng bích tông. Cái phần bên trong nhìn cũng rất là đã mắt, có chi tiết tản nhiệt và khung màu bạc. Cái giáp nhỏ này cũng có thể mở ra được một tí. Chúng ta xem qua cái bên còn lại luôn. Đầu tiên là phần giáp này có thể mở cao lên, thêm một cái mảnh giáp nhỏ. Ở bên trong sẽ có ba cái bộ đẩy. Chi tiết chỗ này nhìn cũng rất là đẹp. Phần giáp ở phía sau này thì dở lên, sẽ là tản nhiệt và thêm một cái bộ đẩy nhỏ nữa. Cuối cùng là phần bàn chân. Chỗ này sẽ là hai cái móc có thể mở rộng ra. Cái hình dáng chỗ này cũng hơi lạ mắt, nhưng mà nhìn chung vẫn không có vấn đề gì hết. Cái khả năng bung giáp ở cái kích thước này thì với mình cảm thấy rất là tốt rồi. Chúng ta có thể thấy được một phần của bộ khung bên trong. Có chỗ thì là vũ khí, có chỗ là phần khung với chi tiết cái bộ đẩy. Độ cứng cáp thì cũng tốt, không có bị lỏng lẻo. Qua những cái mẫu mình ráp ở cái dòng này thì đây là cái tính năng mới nhất. Hy vọng là nhà sản xuất vẫn có thể tiếp tục phát huy ở mẫu tiếp theo. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về khớp cử động. Cái phần đầu này ở cổ thì sẽ có một cái khớp. Tuy nhiên thì do thiết kế lần này nó hơi đồ sộ cho nên biên độ ở đây mình thấy nó không có nhiều. Ngước lên cúi xuống cũng ít. Khi mà xoay qua lại thì bị vướng ngay cái chỗ phần vai. Ở phần thân này thì có thể gặp được một tí. Khi mà gặp thì anh em sẽ thấy hai cái mảnh giáp này nó di chuyển để nó không bị vướng ha. Cái phần dây ở phía sau cũng có khớp. Thêm một khớp ở cái phần thân này để gia tăng thêm biên độ gập. Do là được kết nối chung cho nên hai cái giáp che ở phía trước nó cũng di chuyển theo luôn. Và một cái khớp hỗ trợ cho cái phần giáp vai, có thể giúp cái phần tay đưa được ra phía trước. Xoay tròn. Cái phần giáp vai này dỡ cao lên được. Có cái mảnh giáp nhỏ. Cánh tay này dơ ngang được nhiêu đây. Có khớp xoay. Cái phần cùi chỏ này sẽ có hai khớp. Cái biên độ gập thì được nhiêu đây. Cũng để không bị vướng vô cái phần giáp vai to. Cổ tay có khớp. Và bàn tay. Cái giáp chỗ này có thể di chuyển được, nhưng mà mình thấy nó không có tác dụng gì hết. Đến với phần thân dưới, váy phía trước thì được kết nối bằng hai khớp, có thể dở cao lên. Còn ở đây là khớp của hai mảnh giáp hai bên, chỉ có thể đưa lên xuống được thôi, không có xoay được. Ở phía sau cũng vậy. Cái khớp đùi này thì đơn giản, đã ra được phía trước, mình thấy cũng được tầm 90 độ. Ở phía sau thì hơi ít. Dạng ngang. Có một cái khớp xoay ở đùi. Còn cái khớp gối, anh em xem nè. Nó sẽ không có cái chuyển động đi kèm nào hết, nhưng mà biên độ mình thấy khá là tốt. Cái lò xo thì nhúng ở đây, nhưng mà tác dụng mang đến cũng không có nhiều. Đây là cái chi tiết lộ ra khi mà gặp. Có khớp ở cổ chân. Đưa lên xuống, xoay lắc. Và bàn chân. Cái giáp màu đỏ này nó sẽ chuyển động theo nè. Với một cái tạo hình đồ sộ thì biên độ này mình thấy cũng khá là ổn. Nó không quá xuất sắc nhưng mà nó không có bị hạn chế quá nhiều. Tuy nhiên thì có một điều, đó chỉ là ở hình dạng cơ bản thôi. Chứ sau khi mà gắn bộ bách bắc cùng với cái bộ vũ khí thì mình thấy nó không thoải mái như bây giờ đâu. Còn nói về bộ bách bắc thì bây giờ chúng ta sẽ xem luôn ở cái phần phụ kiện tiếp theo. Lý do mà mình gom chung lại cái phần phụ kiện này bởi vì đây là cái phần chính giữa, cũng là chỗ kết nối hai khẩu súng rất là to ở phía sau. Tạo hình lần này thì anh em có thể thấy với bốn cái bộ đẩy màu vàng rất là nổi bật, chi tiết và tách màu cũng rất là đẹp.
Phần bộ đẩy này thì có thể kéo ra, di chuyển được. Ở phía trên này thì có hai cái khẩu pháo, tách màu cũng rất là đẹp, có chi tiết dây dẫn, được liên kết bằng cái khớp ở đây. Chỗ này thì có thể dở lên xuống, xoay lắc nhẹ. Và chính cái phần nòng pháo này có thể tháo ra, trở thành cái món vũ khí cận chiến. Ngay cái vị trí này có một cái điểm trừ rất là lớn. Theo như hướng dẫn thì để gắn vào, chúng ta sẽ phải cài vô như thế này. Nhưng mà anh em xem nào, để gắn vô được thì cái chỗ này bắt buộc nó phải tách ra. Khi mà ráp thì cái gay nó nằm ngay cái vị trí cạnh này luôn. Cái thao tác tháo lắp rất là khó chịu. Quay trở lại cái món vũ khí cận chiến, chúng ta sẽ xoay lại, sau đó là tách cái phần lưỡi này ra. Đây là cái mặt phía bên trong nè, rất là nhiều chi tiết ha. Hai mặt nó sẽ khác nhau. Đi kèm theo cái món vũ khí này là cái hiệu ứng màu vàng. Trước khi mà gắn vào thì chúng ta sẽ ấn cái viền vàng này để cái mảng màu bạc nó nổi lên. Khi mà gắn hiệu ứng vào thì nó sẽ tạo cái cảm giác nó liên kết hơn. So sánh cho anh em dễ hiểu luôn. Tiếp theo là một cái bộ súng cực kỳ đồ sộ ở phía sau, được liên kết bằng một cái khớp. Mỗi bên sẽ có hai cái nòng súng và một cái dây đạn. Phía bên ngoài mỗi cây súng sẽ có thêm một cái chi tiết dạng khiên, rất là đa dạng màu. Ở cái phần đuôi súng này thì mình cũng thấy hình dạng của một cái bộ đẩy. Ở phía trước là một cái dạng nòng nhắm. Đối với hai cái sợi dây này, đây là những cái chi tiết riêng lẻ, cho nên chúng ta sẽ phải xử lý từng cục một, mình cũng đã nói ở cái phần giới thiệu rồi. Phần súng này cũng có một vài khớp để tinh chỉnh được, hai cái nòng súng có thể mở rộng ra, một vài khớp kết nối. Nói về khớp kết nối, đây là cái lỗ ở trên bách bắc, nó sẽ có nhiều cái rãnh khớp với cái chốt này. Khi mà gắn sát vào thì cái chỗ này nó sẽ không xoay được. Mình thấy là có thể cắt bỏ hai cái chốt, nhưng mà lý do của nhà sản xuất làm như vậy là để cố định được cái bộ súng này. Nếu như mà không thích để ở phía sau, chúng ta có thể lấy ra, sau đó là gắn vô cái phần tay. Lắc thử xem cái độ chắc chắn ở đây luôn. Mình thấy chỉ có cái khớp ngay cái chỗ vai này bị hạ xuống thôi. Chúng ta vẫn còn một cái bộ chuyển, chủ yếu là để thay đổi cái góc trang bị súng thôi. So sánh hai cách luôn. Đó cũng là những gì về cái món vũ khí này. Ưu điểm mình thấy chính là độ hầm hố, tạo được cái độ ngầu nhất định, thêm một cái cặp rìu năng lượng rất là đẹp. Còn về cái điểm hạn chế, chính là cái cách sử dụng. Cây súng này thì mình thấy nó không có quá đặc biệt. Khi mà gắn vào, em nó cần đến cái phần chân đế. Nói về phần chân đế này thì cũng rất là quen thuộc thôi. Có hình ảnh nhân vật ở phía dưới. Tổng hợp lại một tí đánh giá của mình về cái mẫu này. Trước hết về tạo hình, mình đã cực kỳ thích khi mà thấy được cái hình ảnh chưa lên màu. Và sau đó hãng đưa ra một cái đoạn video giới thiệu, mọi thứ đều rất là đúng với kỳ vọng của mình. Chất lượng của cái hãng này khi mà so với những cái mẫu cùng dòng thì mình cảm thấy nó tốt hơn. Thiết kế cũng có nhiều thứ mới hơn. Về bộ khớp thì nó sẽ ổn khi mà không có vũ khí gắn vào. Nếu như mà có thì biên độ bị hạn chế lại, và chắc chắn là nó cần đến phần chân đế. Nói về cái phần vũ khí, mình thì không thích cái dạng súng này, mình thích cái súng năng lượng. Nên nếu như mà được thay đổi thì mình sẽ thay đổi thành một cái khẩu súng to và có thêm một cái khiên. Nhà sản xuất mà bán riêng một cái bộ như thế này thì rất là tuyệt vời luôn. Và cuối cùng là giá thành. Cái giá bỏ ra để sở hữu một cái mẫu như thế này thì mình thấy rất là tốt. Cho nên đây là huy chương của mình. Nếu như mà anh em quan tâm thì có thể tham khảo ha. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.